Con ngửi cây gậy này coi thơm không? Thơm không? Thơm không? Thơm không? Phải không? Đây là cung hương của gián hương. Chỗ này gián hương nó có cái mùi thơm đặc biệt. Không, thầy cũng có. Nó có nào làm mình thấy không? Nó có nào làm mình thấy không? Cứ tưởng là mình đứng mà cũng ra cái này rồi.